Muốn hạnh phúc, đừng để ai làm 10 việc này với bạn. Bạn từng nghe câu nói, người ta sẽ đối xử với bạn theo cách bạn cho phép họ làm thế. Và điều này thực sự rất đúng. Nếu muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, bạn đừng cho phép người khác làm những việc dưới đây. Thứ nhất, chế nhạo về vẻ bề ngoài hay sở thích của bạn. Chúng ta nên tuân theo các quy tắc về ăn mặc và cách cư xử cho phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng nếu ai đó nói những điều tiêu cực về trang phục, vóc dáng hay lựa chọn của bạn, đừng cảm thấy có lỗi. Bạn không cần phải áy náy về bất cứ điều gì. Nhớ rằng bản thân những người tọc mạch có khi chẳng tự tin trong cuộc sống của mình, nên mới phải cố dìm hàng người khác. Thứ hai, buộc bạn phải lựa chọn giữa công việc và đời sống cá nhân. Chuyện này khá phổ biến, cả ở nơi làm việc và ở nhà. Nhưng chẳng có luật nào yêu cầu bạn phải từ bỏ gia đình vì công việc và ngược lại. Vì thế, bạn chớ đầu hàng dưới áp lực từ cơ quan hay gia đình và cống hiến trọn vẹn thời gian dành cho một bên. Trao đổi nhu cầu của bản thân với cả hai bên và biết quản lý thời gian tốt sẽ giúp bạn hoàn thành cả hai việc và có thời gian dành cho những người mình yêu thương, cũng như thư giãn và thực hiện sở thích. Thứ ba, quyết định mọi việc thay bạn. Đúng là thường bố mẹ thực sự biết điều gì tốt hơn cho bạn, ngay cả khi bạn đã trưởng thành. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn để họ có quyền áp đặt mọi lựa chọn lên bạn. Bạn sẽ phải tự trách nhiệm cho hệ quả từ các hành động của mình. Vì thế, bạn có quyền đưa ra các quyết định. Rốt cuộc thì vẫn tốt hơn khi là một nhà thiết kế hạnh phúc dù không nổi tiếng, so với là một luật sư giàu có nhưng luôn trầm cảm. Thứ tư, khiến bạn bất hạnh trong mối quan hệ. Có người từng đùa, bạn luôn phải khóc vì người mình yêu. Vậy thì bạn đang hẹn hò với một người hay là một củ hành? Không phải cứ hễ thấy không hạnh phúc thì bạn lập tức chia tay. Nhưng nếu cuộc đời bạn dễ chịu hẳn nếu không có người ấy, bạn nên tự hỏi, sao mình vẫn phải ở bên họ? Thứ năm, ép bạn làm chuyện ấy. Cơ thể bạn chỉ thuộc về bạn và bạn có quyền từ chối khi không muốn. Một người bạn đời hay người yêu biết tôn trọng sẽ thông cảm và chờ đợi. Trong trường hợp có người buộc tội bạn là ích kỷ vì không chiều họ, bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ. Thứ sáu, liên tục lừa dối bạn. Đừng coi nhẹ những lời nói dối từ người thân, bạn bè hay vợ chồng mình. Nếu bạn muốn duy trì một mối quan hệ thành thật, hãy nói với họ rằng bạn biết rõ mọi thứ, không cần đưa ra phán xét gì. Thay đổi người này không phải là việc bạn phải gánh. Bạn chỉ có thể hỗ trợ họ nếu muốn. Nhưng nếu người ấy thực sự yêu và tôn trọng bạn, ngay từ đầu họ sẽ không nói dối bạn. Thứ bảy, bị khinh thường ở nơi làm việc. Thực tế, nhiều người bị buộc phải chấp nhận thái độ coi thường của sếp hay đồng nghiệp. Nếu bạn thấy mình trong tình huống tương tự, hãy tự hỏi tại sao bạn phải cần công việc này tới nỗi chấp nhận sự sỉ nhục hàng ngày như thế. Đừng do dự đấu tranh vì quyền của mình và đừng ngại đáp trả một cách khéo léo nhưng cương quyết nếu bạn bị bắt nạt. Thứ tám, bạo hành bạn về thể xác và tinh thần. Chẳng có lý do gì cho việc một người liên tục đánh hay hạ nhục bạn. Sự an toàn là điều quan trọng nhất và bạn không nên ở bên người thường xuyên đe dọa về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình. Bạn có quyền ngăn chặn mọi liên lạc với kẻ bạo hành và thậm chí báo với cơ quan chức năng về hành vi đó của họ. Thứ 9, luôn kiểm soát bạn. Nếu một người kiểm soát mọi động thái của bạn, dù đó là bố mẹ, bạn bè hay vợ chồng, thì điều đó không có nghĩa là họ quan tâm nhiều tới bạn. Mỗi người đều cần có không gian riêng
và mối quan hệ sẽ chẳng thể êm đẹp nếu thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Thứ 10, trách móc bạn vì không hoàn hảo. Hoàn hảo là một điều huyễn hoặc. Thực tế, hình ảnh về những em bé lý tưởng, người đàn ông lý tưởng hay cô gái đáng mơ ước có trong tâm trí của hầu hết mọi người, nhưng điều này không khiến họ có quyền trách móc người mình yêu vì có nhược điểm nào đó. Đừng cho ai cái quyền bắt bạn phải thay đổi kiểu tóc hay nỗ lực tập luyện. Sự thay đổi của bạn không đảm bảo rằng họ sẽ yêu bạn hơn. Chỉ khi một người thực sự quan tâm về sức khỏe của bạn, hãy lắng nghe lời khuyên của họ. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng êm xuôi. Nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải tận cùng. Bởi mỗi người đến trong cuộc đời này, sự xuất hiện đều có ý nghĩa và xứng đáng được hạnh phúc. Có một người đàn ông chừng gần 60 tuổi mang bộ dạng hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn chán nản, đến tìm bác sĩ tâm lý tư vấn. Bước đi siêu vẹo, ông luôn miệng nói: "Tôi không muốn sống nữa, tôi chẳng thiết tha với bất cứ thứ gì." Các nếp nhăn xô lại với nhau, gương mặt rầu rĩ, giọng nói trực nức nở như khẳng định rằng tình cảnh của ông vô cùng tối tăm, u ám. "Tôi không còn lại gì nữa cả, tất cả đều đã mất sạch rồi, không còn hy vọng gì nữa. Tôi đã già đến mức không thể làm lại từ đầu nữa. Tôi đã mất hết lòng tin rồi." Bác sĩ ái ngại lắng nghe những lời bi thương thống thiết ấy. Bóng tối tuyệt vọng đã phủ đầy trái tim ông. Sự chán nản đã ăn mòn ý chí của ông. Ông hoàn toàn chẳng có bệnh tật gì. Bệnh của ông là tâm bệnh. Bộ dạng tiểu tụy, các khớp chân tay co rút cả lại. Ông ngồi ở đó cứ như một ông lão đã 92 tuổi, đang đếm từng ngày cuối cùng trong viện dưỡng lão. Người bác sĩ cố nén lòng, nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy lấy một tờ giấy để tính xem ông còn lại bao nhiêu tài sản nhé." "Không cần đâu bác sĩ." Ông thở dài, nặng nhọc cất lời: "Giờ tôi không còn lại gì cả. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ với anh rồi sao?" "Không sao, tôi hiểu. Nhưng chúng ta cứ hãy xem thử lại một lần cuối. Tôi hỏi ông, vợ ông còn sống cùng với ông không?" "Gì cơ? Đương nhiên, bà ấy thật sự rất tốt. Chúng tôi đã kết hôn 30 năm rồi. Dù tình cảnh có thê thảm cỡ nào, tuyệt đối bà ấy sẽ không bỏ tôi mà đi." "Tốt, hãy để tôi viết lại điều này lên tờ giấy nhỏ. Còn con cái của ông thì sao? Ông có con cái không?" "Có chứ," ông trả lời. "Tôi có 3 đứa con, chúng đều rất giỏi giang. Chúng nói với tôi rằng, bố, chúng con yêu bố, chúng con sẽ luôn ủng hộ bố." Tôi nghe xong thực sự rất cảm động. "Được, tiếp tục ghi mục thứ 2 này ra giấy. Ông có bạn bè chứ?" "Tôi có mấy người bạn rất tốt, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi, cũng từng nguyện ý giúp tôi. Nhưng giờ thì chẳng ai có thể làm được gì nữa rồi, họ không thể giúp tôi được nữa." "Vậy là ông có những người bạn thân nguyện ý giúp mình, hơn nữa đều rất tôn trọng ông. Nhưng tôi đang băn khoăn phẩm hạnh của ông thế nào, có từng làm việc không tốt hay không? Tôi tự cảm thấy mình sống không hổ thẹn gì cả. Tôi luôn cố gắng làm những điều đúng đắn, không thẹn với lòng, cũng chưa từng hại ai." "Rất tốt. Chúng ta hãy chép vào đây thêm một dòng này nữa: đạo đức tốt. Sức khỏe của ông gần đây thế nào?" "Tôi hoàn toàn ổn, hiếm khi mắc bệnh. Tôi thấy mình là một người khá khỏe mạnh. Nhưng gần đây tôi luôn chán nản, buồn khổ, cảm thấy cuộc đời đã kết thúc từ lâu." "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem lại tờ giấy này nhé, xem ông
còn lại những thứ gì? Vị bác sĩ nói. Bác sĩ chìa tờ giấy ra trước mặt ông nói. Tôi nghĩ ông vẫn còn rất nhiều tài sản. Nhưng lúc đầu ông lại bảo với tôi rằng mình không còn gì. Thứ nhất, một người vợ tốt đã kết hôn hơn 30 năm. Bất kể xảy ra chuyện gì, bà ấy cũng đều sẽ không bỏ rơi. Thứ hai, ba đứa con đều rất quý mến, hết lòng ủng hộ. Thứ ba, có những người bạn thân luôn xem trọng và nguyện ý giúp đỡ. Thứ tư, có đạo đức, không làm chuyện hổ thẹn với lương tâm. Thứ năm là khỏe mạnh, không bệnh tật. Bác sĩ chìa tờ giấy ra trước mặt ông nói. Tôi nghĩ ông vẫn còn rất nhiều tài sản. Nhưng lúc đầu ông lại bảo với tôi rằng mình không còn gì. Người đàn ông ngượng ngùng đón tờ giấy từ tay bác sĩ, nhìn chằm chằm vào đó hàng chục phút như đang cố gắng đọc chữ từng dòng. Bất giác ông ngẩng mặt lên, hai hàng lệ ứa ra từ khóe mắt. Môi ông run lên, dường như đã không giữ được bình tĩnh. Đoạn ông nấc lên thành tiếng, lấy hai tay che mặt và bật khóc nức nở. Hồi lâu sau ông nói, tôi đã nghĩ mình chẳng còn gì cả. Tôi thật tồi tệ, ngu ngốc. Hôm nay tôi đã định tự sát sau khi gặp anh. Tôi đã chuẩn bị cho mình một liều thuốc ngủ. Nhưng tôi đã hiểu rồi. Xung quanh tôi còn biết bao điều ý nghĩa. Gia đình, vợ con, bạn bè, những người yêu thương tôi vô điều kiện. Và bản thân tôi có lẽ chưa quá vô dụng để có thể giang tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh hơn. Đoạn người đàn ông tạm biệt bác sĩ trở về nhà. Có lẽ điều duy nhất ông muốn làm lúc này là trở về nhà, ôm thật chặt vợ và ba đứa con của mình vào lòng mà nói những lời yêu thương tận đáy lòng. Cuộc đời của chúng ta có lúc sẽ không được như ý. Ta luôn mong có được một đời bình yên và hạnh phúc đủ đầy. Nhưng vẫn có những con sóng cồn, những khó khăn, trở ngại khiến ta dường như chẳng còn hy vọng sống. Nhưng bạn đã bao giờ thử làm như vị bác sĩ trên chưa? Tự nhắc nhở bản thân còn biết bao tài sản giá trị ở bên. Thế nên khi tuyệt vọng nhất, hãy để lòng mình lắng lại, chiêm nghiệm bằng đôi mắt, chìa bàn tay về xung quanh, sẽ nhận ra bản thân mình không cô độc. Bản thân chúng ta giống như bao sinh linh khác, được sống, được gặp gỡ những mối nhân duyên trong cuộc đời là đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Sẽ không có sự xuất hiện nào là vô ích, đáng bỏ đi hết. Nếu còn lăn tăn, bạn hãy lắng nghe lời bài hát Nhật Bản, được coi là một trong những bài hát hay nhất, để tìm ra câu trả lời chính xác cho bản thân về sự xuất hiện của chính mình trong cuộc đời. Từ đó thêm tin yêu và bao dung với cuộc đời. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là để gặp bố mẹ tôi, anh em của tôi, bạn bè tôi và bạn đó, người tôi yêu. Lý do tôi được sinh ra trong cuộc sống này là để giúp đỡ ai đó. Bất kỳ ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều được hạnh phúc. Những nỗi đau rồi sẽ qua, sau đó thì niềm vui và những điều thực sự ý nghĩa sẽ đến. Thế mới nói, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng êm xuôi. Nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải tận cùng. Bởi mỗi người đến trong cuộc đời này, sự xuất hiện đều có ý nghĩa và xứng đáng được hạnh phúc.